Đào Ngọc Văn xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Đào Ngọc Văn chia sẻ đến quý vị và các bạn một thông tin. Đó là mẹ của danh ca Ngọc Sơn đã qua đời. Thông tin mẹ ca sĩ đã qua đời vào ngày 11 tháng 7, hưởng thọ 78 tuổi. Đại diện của ca sĩ Ngọc Sơn cũng cho biết là bà Kim Loan, tức là mẹ của danh ca Ngọc Sơn, đã qua đời tại Bà Rịa Vũng Tàu do tuổi già sức yếu, không liên quan đến Covid-19. Cách đây vài ngày, Ngọc Sơn từng xác nhận với chúng tôi về việc gia đình phải cách ly ở Vũng Tàu do có người thân nhiễm Covid-19. Thời điểm đó, ca sĩ cho biết thêm là sức khỏe của mình vẫn ổn định. Lúc đó, tôi bắt các em phải theo tuân thủ của pháp luật, kiểm tra thấy nếu có dấu hiệu gì thì phải báo liền. Mình không thể vì gia đình mà làm ảnh hưởng đến xã hội, Ngọc Sơn chia sẻ. Được biết, khoảng giữa năm 2020, mẹ Ngọc Sơn từng lâm bệnh nặng. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của bà ổn định và khiến giọng ca Tình Cha thở phào nhẹ nhõm. Trong một chương trình, nam ca sĩ tiết lộ để điều trị cho mẹ, anh phải trả hơn 10.000 đô cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong vòng 6 tháng. Đọc tiêm cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được, dù bán cả gia tài. Bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là sự hạnh phúc của tôi rồi, Ngọc Sơn cho hay. Được biết mẹ ruột Ngọc Sơn là người đồng hành ủng hộ ca sĩ Ngọc Sơn trong con đường nghệ thuật. Trong một chương trình, bà Loan chia sẻ: trong gia đình có 4 người con, nhưng Ngọc Sơn là người giống mẹ nhất. Từ cách ăn uống, sinh hoạt, nói năng, anh em mỗi người một tính cách nhưng không hay giận hờn nhau, vẫn gặp gỡ vui vẻ với nhau. Cả gia đình đều lo cho Ngọc Sơn, bây giờ phải có một đứa con. Về phía Ngọc Sơn, anh từng chia sẻ hai mẹ con dù ở chung nhà nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin nói lời yêu thương với nhau. Nam ca sĩ cho biết lâu lâu lại qua phòng mẹ thăm mẹ, như vậy là đủ hạnh phúc. Gần đây, mẹ tính sang tên giấy tờ cho tôi, nhưng tôi nói không cần. Tôi lo lắng nhất là sợ mẹ mất sớm. Tôi không muốn mẹ bận tâm bất cứ điều gì, vì mẹ tôi duy nhất, giọng ca đêm cuối bày tỏ. Thì có những bạn vừa biết cái thông tin này, thì có những bạn chia sẻ của bạn Long Nguyễn. Dù không phải là fan của Ngọc Sơn, nhưng tôi rất cảm động và trân trọng sự hiếu thảo của ca sĩ Ngọc Sơn. Xin chân thành chia buồn cùng Ngọc Sơn và gia đình. Riêng về Đặng Ngọc Văn, Đặng Ngọc Văn cũng rất là ngưỡng mộ và thích ca sĩ Ngọc Sơn về cái thể hình và cái chất giọng. Vừa biết cái thông tin này thì Đặng Ngọc Văn rất là ngỡ ngàng, do tình hình Covid đang lan rộng tại thành phố Hồ Chí Minh và tình hình chỉ thị 16 của chính phủ, cho nên là Đặng Ngọc Văn cũng không có thể nào đến đó để ghi nhận cái đám tang của mẹ ca sĩ Ngọc Sơn được. Thì hôm nay Đặng Ngọc Văn chia sẻ đến cái thông tin mẹ của ca sĩ Ngọc Sơn qua đời để gửi đến tất cả các cô chú anh chị chúng ta cùng tìm hiểu và biết. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Kính chúc tất cả quý vị và các bạn trong mùa Covid này luôn công việc tốt và chúng ta giữ gìn sức khỏe. Xin cảm ơn.